lý do chưa được đưa thi thể diễn viên Đức Tiến về nhà. Đức Tiến sinh năm 1980, là siêu mẫu nam đời đầu của giới thời trang Việt Nam. Anh sau đó lấn sân sang diễn xuất, để lại dấu ấn với những vai diễn trong vòng xoáy tình yêu, chuyện tình đảo ngọc, trở về. Hồi tháng 4, Đức Tiến về Việt Nam quảng bá phim Đóa Hoa Mong Manh, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của anh sau 10 năm rời showbiz Việt, sang Mỹ định cư. Tối ngày 19 tháng 5, chị Trâm Hương Nguyễn người bạn đồng hành cùng gia đình Đức Tiến suốt 10 năm qua tại Mỹ đồng thời là người đưa đức tiến vào viện cấp cứu đại diện gia đình kể lại giây phút nam diễn viên gục ngã sau đó qua đời trong bệnh viện vì đột quỵ chị hương cho biết quá trình đức tiến đột quỵ tại nhà đến khi qua đời rất nhanh khiến ai cũng sốc từ bạn bè đến vợ của đức tiến là chị bình phương tôi và đức tiến đến tiệc sinh nhật của một người bạn gần cuối tiệc khi chúng tôi đang ngồi chơi thì nghe tiếng đồ vật rơi khi nhìn qua thì thấy anh tiến gục tại chỗ chúng tôi nhanh chóng vực anh lên lay gọi nhưng không thấy anh phản ứng Kể lại khoảnh khắc cuối đời của Đức Tiến, chị Hương Nguyễn cho biết anh hôn mê nhưng sắc mặt ổn, thở đều trước khi mất. Đó là lý do khiến bạn bè, người thân sốc khi được bác sĩ báo tin anh qua đời. Hiện, gia đình đợi bệnh viện hoàn tất thủ tục khám nghiệm, công bố chính xác nguyên nhân mất, sau đó lo hậu sự cho Đức Tiến. Theo quy định của bệnh viện, họ phải khám nghiệm để biết chính xác nguyên nhân qua đời. Nhưng chẩn đoán ban đầu cho thấy anh Tiến mất do ngừng tim. Tôi cũng chưa biết chính xác thời gian để đưa anh về chị phương đã cung cấp thông tin liên lạc cho bệnh viện họ sẽ gọi điện cho gia đình sau khi hoàn thành thủ tục cần thiết